xin chào các fly. Hôm nay bay vô kho vũ khí rồi. Có rất là nhiều luôn. Và vẫn đang sạc hàng đằng kia. Có lẽ bay nên đọc một số kim lớn ở ngoài trước khi giao đi. Hôm nay là 11 tháng 11. Có các mã giảm giá free ship cho Shopee Lazada by Store. Ngoài ra cũng trùng khớp với ngày đặt đơn hàng. Hãy cùng bay xem hôm nay có đơn gì đặc biệt nào. Get go. Bạn Nguyễn Thị Hương Thanh Trì Hà Nội. Mô hình sưu tập ghê gì bằng Fameva đỏ không vỏ 100cm. Wow, bạn chơi xong kiếm luôn. Có thể là bạn chơi một cặp cùng với bạn bè người thân. Hoặc là chơi kiểu xong kiếm. Còn nếu chơi kiểu Euro phải thêm một cây miền nữa. Đơn hàng này bạn được tặng một thanh kiếm mini, một phát waifu là số 5 thời trang áo tắm, cùng với một con gián. Tới luôn cho bạn Nguyễn Thị Hương. Bạn Ánh Hồng Bình Chánh Hồ Chí Minh. Mô hình Fameva Genji Oni mặc định. Wow, lại Genji đỏ. Chảy hàng sớm thôi. Số lượng Genji đỏ bay cũng không còn nhiều nữa. Sắp Tết rồi không biết nhập kịp nữa không. Một thanh Genji đỏ đến cho bạn Ánh Hồng. Đẹp mãi trưởng. Thanh kiếm này bạn được tặng một con xe quay như điện. Các bạn có thể quay như là cái bông vụ, hoặc là chạy như xe bình thường. Có thể cho lơ lửng với một ngón tay cũng được luôn. Quá trời luôn. Tới hàng cho bạn Ánh Hồng. Bạn Trần Đức Thành, Ninh Kiều, Cần Thơ. Thẻ bay nhân phẩm waifu ngẫu nhiên loại 1x20. Đây là một hộp thẻ nhân phẩm waifu loại 1. Nếu bạn đặt 30 thì bay sẽ ra nguyên hộp. Có loại hộp 36 và hộp 30 khác nhau. Đây là nguyên hộp của nó, 30 cái. Đơn hàng 20 phát của bạn bay tặng cho bạn một bộ siêu 100 tấm để bảo vệ hình bên trong. Ngoài ra có một số thẻ lẻ thêm nữa. Wow, đơn khủng khiếp nha. Bạn Thái Trinh, Lộc Ninh, Bình Phước. Một bộ bài Naruto bộ 30 tấm bay. Bộ 30 tấm bay kẹt. Thẻ bay nhân phẩm waifu ngẫu nhiên loại 1x1. Thẻ bay nhân phẩm waifu ngẫu nhiên loại 2x1. Album đần thứ 3 Naruto. Thẻ bay nhân phẩm Naruto ngẫu nhiên. Thẻ bay nhân phẩm loại 2x5. Bay nhân phẩm loại 3x5. Bay nhân phẩm loại 5x5. Mô hình Euro lau lưỡi hoa bằng bằng gỗ. Thật ra là cái xui xui kèm đế. Đơn khủng khiếp. Phải tặng qua dây. Một thanh xui xui bằng gỗ cực kỳ đẹp luôn. Lưỡi hoa vàng. Waifu loại 1x1. Waifu loại 2x1. Naruto loại 2x5. Naruto loại 3x5. Naruto loại 5x5. Một bộ bài Naruto. Bài Naruto và bài One Piece là bài bán cực chạy của bay. Hình bên trong cực kỳ đẹp. Một bộ bài cạc FM. Một album chứa thẻ Naruto. 80 ô chứa được 160 tấm nếu để hai cái quay lưng vào nhau. Bay tặng thêm cho bạn một bộ bài cạc đặc biệt trị giá 40.000 đồng. Một album để cất chứa bài cạc trị giá 35.000 đồng. Một siêu bọc thẻ 100 cá trị giá 20.000 đồng. Một top leader trị giá 5.000 đồng. Đây là toàn bộ hàng và quà của bạn Thái Trinh. Tới cho bạn luôn. Bạn Khánh Duy, Gia Lâm, Hà Nội. Mô hình Euro Lao Kikoku. Đây là thanh Kikoku của Lao với loại chùm lông khổng lồ ở đây. Bây chỉ còn hai cây nữa là kết thúc rồi. Nè, cây này dán chưa chặt nè, bị bung keo nè. Này chỉ cần chấm một ít keo nến vô nó sẽ gắn chặt lại các bạn nha. Đơn bạn được tặng một cái phát thẻ One Piece loại 1 và một móc khóa của Chopper. Tới hàng cho bạn Khánh Duy. Bạn Trần Thị Ngọc Thủy, Dĩ An, Bình Dương. Đạo cụ hóa trang cấp Lai Uchiha Naruto đen có đế. Đó chính là thanh này các bạn ạ. À, kiếm của Sasuke màu đen. Thanh đen chỉ có trong anime và thanh trắng chỉ có trong manga. Kiếm nó sẽ như thế này. Rất già và đẹp khít lại với nhau. Tất cả đều bằng gỗ hoàn toàn hết. À không, cái vỏ nhựa các bạn. Nhưng vỏ này là vỏ chống xước, rất là đẹp luôn. Và bóng nữa. Đơn bạn được tặng một phát thẻ Naruto loại số 1 và một cái móc khóa Sasuke cầm cái kiếm đó. Tới luôn cho bạn Ngọc Thùy. Bạn Hiền Nguyễn, quận Đống Đa, Hà Nội. Một mô hình kiếm gỗ của Yenitsu. Đây chính là thanh kiếm gỗ của Yenitsu. Rất là đẹp luôn. Lưỡi kiếm sấm sét màu đen, vỏ màu trắng hoàn toàn. Với cái đơn dê này, bay tặng bạn một móc khóa Yenitsu và một phát thẻ Kimetsu no Yaiba loại số 2. Tới hàng cho bạn Hiền Nguyễn. Bạn Nguyễn Trương Giang, phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái. Mô hình sưu tập Kimetsu no Yaiba bằng gỗ vỏ nhựa 100cm là của ai nào, là của Kaigaku Thượng Lục. Đây là cây Kaigaku Thượng Lục của bạn. Kiếm lưỡi vàng sấm sét màu đen thui trái ngược với cây Yenitsu hồi nãy. Bạn Trương Giang, bạn Huyền Nguyễn mua hai cây huynh đệ với nhau đó. Ra đường đừng chém nhau nha, vì băng gỗ chém gãy là tiếc lắm. Đơn kèm đế của bạn Trương Giang bay tặng cho bạn một bộ bài Kimetsu no Yaiba cực kỳ đẹp bên trong luôn. Tới hàng cho bạn Trương Giang. Bạn Khánh Ngân, Đức Trọng, Lâm Đồng. Một mô hình Euro 2cm đỏ và 22cm hoa văn. Thanh susu hoa văn 22cm. Euro đỏ 22cm. Đơn hàng này tặng gì đây ta? Bay tặng bạn một album bay cạc mini trị giá 35.000 đồng của One Piece nè. Ngoài ra tặng bạn thêm một phát thẻ trị giá 10.000 đồng One Piece loại số 1. Mỗi thanh kiếm đều được tặng để kiếm kèm bên trong. Tới hàng cho bạn Khánh Ngân. Bạn Trung Hiếu, Chư Bãi, Gia Lai, Phú Hòa. Bộ sưu tập Fairy Tail loại lớn by Star. Đúng vậy, đây là bộ sưu tập Fairy Tail, rất nhiều là chìa khóa của bạn cùng với các vòng để các bạn móc vô trang trí cho đẹp. Bỏ tủ rất là đẹp luôn. Đơn hàng này bạn may mắn nhận được
một bộ vai fairy tale trị giá 60.000 đồng và một móc khóa fairy tale 60.000 đồng tới hàng cho bạn Trung Hiếu. Bạn Nguyễn Đức Quang Hưng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Mô hình file Martin Titan 100cm và dây chuyền hợp kim chìa khóa của Erenator Titan. Wow, bạn Quang Hưng này biết chơi đấy. Đây chính là hai thanh titan lưỡi bạc chuyên dùng để chặt gáy titan bạn nha. Dùng chặt gáy quỷ cũng được, chắc là cũng chết. Kèm một dây chuyền chìa khóa của đấng Eren. Dây chuyền đi vào căn phòng bí mật của ông bố. Đến của bạn được tặng một móc khóa anh lùng Lệ Vi và một móc khóa của anh cho có đôi có cặp. Hai móc khóa này bạn dùng để trang trí móc chìa khóa, móc cặp, móc giỏ, móc túi gì cũng được nha. Tới hàng cho bạn Nguyễn Đức Quang Hưng. Bạn Lam Chi Vân, quận 11, Hồ Chí Minh. Mô hình kiếm gỗ Eludicator màu đen dài 1m. Đó là cái này chứ cái nào nữa các bạn. Đây chính là Eludicator bằng gỗ 1m của Kirito. Đơn bạn được tặng một cái dây chuyền ba kiếm của Kirito trị giá 70.000 đồng, hai kiếm xanh đen với một kiếm Asuna. Tới hàng cho bạn Lâm Chi Vân. Bạn Khang Trần, Thuận Bắc, Bình Thuận. Một cái nón rơm Luffy. Một cái nón rơm Luffy à? Chính là đây các bạn ạ. À, đây chính là nón rơm của Luffy. Nón rơm này bạn được tặng các thẻ ngẫu nhiên. Wow, có một thẻ SSR đá lửa Sanji nè. Ngon ngay. Một thẻ Freeza, một thẻ waifu không biết tên và một thẻ Brook. Tới hàng cho bạn Trang Trần. Bạn Thủy ở phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh. Mô hình kiếm gỗ Gintama đã thanh toán trước. Wow, đó có phải là thần kiếm Gintama không? Nó có dòng chữ thần kiếm ở đây. Thần kiếm Gintama có thể chặt được mọi thứ. Đó là anh ta chém như vậy, thật sự thì chưa biết như thế nào. Quà tặng ngẫu nhiên của bạn là một con gián, một phách thẻ waifu, một Lý Tiểu Nương Dragon Ball, một thằng người báo One Piece, một thẻ Jujutsu Kaisen và một thẻ Genshin Impact. Tới hàng cho bạn Thủy. Bạn Lê Bá An, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Một kiếm tre Sina dùng luyện tay dài 120cm. Đi kèm với kiếm tre này có một cái vòng. À, kiếm tre này khá là bề nhưng thuộc dạng trưng bày là chính, không phải là hàng chuyên để luyện tập các bạn nha. Để luyện tay cho chơi được chứ đập vô đâu đó nó không gãy, nhưng những cái nút thắt này không phải là hàng xịn, nó có thể bị bất ra. Trưng bày cosplay là chính, giá rẻ gấp 5 gấp 10 lần hàng bình thường. Đơn bạn được tặng một con xe quay như điện. Xe này dùng để tông nhau chơi như cái gì, chơi như con cừu hoặc là có đến 90 kiểu chơi khác nhau ở trong này nè. Rất nhiều chức năng cho cái xe này. Ngoài ra còn một phách waifu nữa. Tới hàng cho bạn Lê Bá An. Những đơn ngẫu nhiên đã xong rồi, bây giờ là đến những đơn đã được yêu cầu. Những đơn yêu cầu thường đã được gửi trước, tất cả đều có quà sẵn nhưng đều là ngẫu nhiên nên bay không biết quà gì, bay sẽ đặt hàng. Bạn Nguyễn Vũ Văn, Rạch Giá, Kiên Giang. Thẻ Naruto loại 5x3. Bạn Vũ Văn này quen tên lắm nè. Thẻ Naruto loại 5x3 cho bạn Vũ Văn. Bạn Nguyễn Đức Việt, Gia Bình, Bắc Ninh. Một cái cớp rồng đen 22cm. Một cây cớp rồng đen cho bạn Nguyễn Đức Việt. Bạn Lê Thanh Lâm, Gò Công, Tiền Giang. Một phát 25 cái top leader, một thẻ Naruto loại số 5, một bộ top leader 25 cái và một phát thẻ Naruto loại số 5. Rất đẹp luôn. Và các bạn đừng quên hôm nay là 11 tháng 11. Đúng vậy, lúc quay up video này chính là 11 tháng 11. Đang có giảm giá tại Lazada, Shopee nha. Có free ship mà giảm giá các kiểu nè. Bạn Tâm Khai, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Thẻ Dragon Ball cấp trên UR nhân 8 và cấp UR nhân 5. Căng thiệt chứ đơn này bạn nhớ nè, hôm đó bay để cháy gần hết thẻ Dragon Ball luôn. Bay buộc phải khui, đóng bay khui 30 cái mới đủ thẻ cho bạn. Không thể tin được. Nên hiện tại các thẻ cấp UR và trên UR, các loại thẻ bay để số lượng hạn chế, dựa vào những cái bay mở được và dư một chút thôi. Không thì nổ nặng quá chịu không nổi các bạn ạ. Hai bạn Tấn Khang đã đi và kèm quà của bay rồi nha. Bạn Hồ Sĩ Anh, Hà Đông, Hà Nội. Thẻ waifu loại 5x1, Naruto loại 5x1, One Piece loại 5x1, Legend loại 5x1, Jutsu Kaisen loại 3x1, One Piece loại 10x1. Dân chơi đây rồi. Thẻ waifu bikini loại 5x1, thẻ Naruto loại 5x1, thẻ One Piece loại 5x1, thẻ Legend các anime huyền thoại loại 5x1, thẻ Jutsu Kaisen loại 3x1. Jutsu Kaisen chỉ có độc loại số 3 thôi, không có 5, 1, 2, không có loại 4 vì văn hóa Đông là tứ là tử, để họ kỳ lắm. Tới hàng cho bạn Hồ Sĩ Anh. Bạn Đoàn Hiệu, Hoàng Kiếm, Hà Nội. 4 thẻ waifu loại 1, 2 thẻ waifu loại 2, 1 thẻ waifu loại số 5. Bạn Tô Văn Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa. 5 phát thẻ nhân phẩm Legend, 5 phát thẻ Legend những anime truyền thuyết đến cho bạn Tô Văn Hùng. Bạn Lý Gia Luân, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. Kiếm Kurume vỏ đen 22cm. Đơn này đã đặt tại showroom rồi, tại vì kiếm Kurume các loại kiếm Akamega Kill đều không ở kho, cháy hàng hết rồi, chỉ có một số hàng hiếm ở bên showroom thôi. Hai bạn Luân đã đi rồi nha. Chúc mừng bạn có một trong những cây cuối cùng. Bạn Nguyễn Trần Giang, phường 5, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. 10 phát thẻ Gacy phát loại số 1. 10 phát thẻ Gacy phát loại số 1. Tới luôn cho bạn Nguyễn Trường Giang. Bạn Tê Thành, Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Một kiếm gỗ tan thờ ren, một kiếm gỗ hoa trụ, 15 thẻ waifu loại 1 và 8 thẻ Kimetsu loại số 2.
Và bạn quất luôn cây hoa chuột cuối cùng của White Star rồi. Cây đó đã đi rồi, giờ không có cái gì để sâu cho bạn cả. Còn ba món còn lại, đây chính là cây tan thở rèn. Các loại thẻ và kiếm của bạn đã đi hôm qua rồi nha. Tới hàng cho bạn Tê Thành, chúc mừng bạn đặt cây cuối cùng. Và đơn bạn Thành đã kết thúc đơn hàng chúng ta ngày hôm nay rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Và đừng quên hôm nay là 11 tháng 11. Và bye bye fly. White Star, thỏa mãn đam mê sưu tập của bạn. Để đặt hàng và tư vấn, bạn có thể vào link trong mô tả hoặc là comment ghim nha. Chúc các bạn có một bộ sưu tập thiệt là đẹp. Bye bye.